chúng tôi sẽ là từng tung với cùng nhau là hai tiếng mùa xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cậu mợ bên nội bên ngoài của cô dâu muốn chờ nhóm vũ trụ
vô phân tay xá trong hai xá. Giờ tới phần đôi bông nè, để chú rể đeo luôn ha, sao? Rồi con lấy bông đeo vợ đi. Vương Nguyên, Vương Nguyên cái đó cho nó cầm luôn đi. Có cái bông cầm tay không, ở trong chuyện cái bông tay cho cô dâu luôn đi. Đeo bông trước đi. Đang con nhân trên trời, đẹp mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn, thấy thân tự nhiên thánh thơi. Anh đang cô đơn, thì bằng tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho con liền tay đó ngay mùng hai có ai đi mừng người mày anh đang trầu cao hoa nước dâu luôn mai để ta xem nhau đã xa to phần có đó luôn không thiết xe mặt đồng yêu thương lắm mơn mông chỉ khi con chẳng cho chi nữa ngày mình bên nhau như tơ hồng lai nối thành đôi em thiếu anh như đang lục tìm mất thứ gì người chiều em đi anh sẽ được rất nhiều đời không anh hôm nay xuống chơi em hôm nay hơi buồn thấy anh tự nhiên thánh thơi anh đang cô đơn thì bằng tay đâu đưa đây thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay cưới ngay mùng hai có ai đi anh mời anh lần đầu em anh châu câu em qua rước dâu luôn mai đây ta sang giàu quá xa to thịt kho rau muống không thiết sẽ mặn lòng yêu thương lắm mơn mộng để chỉ còn chẳng chờ chi nữa ngày mình bên nhau người chiều em đi anh sẽ được rất nhiều đời không đắn đo anh cần chi phải lo vì mình thương nhau đến dây
tại vì quan khách chúng tôi không thể nào nói hết lời cảm ơn được ạ. Thôi thì cho chúng tôi cũng sẽ mượn một cái biểu tượng thật cao đẹp là đại quý gia đình cùng nhau cúi đầu và quý vị cho một tràng bóng tay nữa nha. Rồi xin được mời. Rồi nhiệm vụ của chú rể ngày hôm nay là sao ạ? À? Chúng ta sẽ khui một đôi đũa đây ra. Cố lên, cố lên. Mình phải thể hiện sự mạnh mẽ của người đàn ông. Rồi, ok, bây giờ đã thành công rồi. Chú rể ơi, bây giờ là chú rể sẽ một tay ôm eo cô dâu. Còn một tay thì cô dâu bước về xinh đẹp và cùng nhau rót những dòng rượu xanh banh trong ngày cưới. Nó sẽ dành cho những chàng trai và cô gái yêu nhau bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Xin được chúc mừng cho Duy Tân cùng với Cẩm Hà. Thời thanh xuân này chúng tôi được gặp nhau và ở bên nhau. Chúng tôi sẽ bắt đầu trong một hành trình mới, cho những hoài bão và những ước mơ. Đúng người đúng thời điểm, mọi thứ đẹp, mọi thứ từ khách bình yên. Bây giờ thì trai đầu tiên cũng đã được hoàn tất. Đến với trai đầu thứ hai. Vẫn y như vậy luôn nha. Rồi chúng ta cũng sẽ rót từ từ vào. Chúc mừng cho Cẩm Hà cùng với Duy Tân. Từ đây chính thức nên nghĩa vợ chồng. Chúng tôi sẽ là tự tin khi gọi nhau là hai tiếng mình ơi. Miếng trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về là về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh. Bây giờ Cẩm Hà đã có Duy Tân là chồng. Cuộc sống này nó không thể nào thiếu tình yêu. Thiếu nó sẽ rất là nguy hiểm. Bây giờ thì mời cô dâu và chú rể sẽ về trọng tâm của sân khấu và sẽ đến với giây phút để nói lên lời biết ơn với những đấng sinh thành. Đầu tiên thì sẽ cho cô dâu và chú rể sẽ kiếm rượu cho bên họ nhà gái. Rồi chú rể sẽ nâng cho ba, còn cô dâu sẽ nâng cho mẹ. Cô chú sẽ nhận rượu cho con nó một tay thôi à. Xin được cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tụi con để tụi con được ở bên nhau. Uống một tí xíu rượu, uống ít thôi ạ. Mà mình để dành, để mình mời những vị khách nha. Giữ lại đó cho con luôn nha, giữ lại đó luôn. Rồi chú rể ơi, mình lấy thêm một đôi nữa cho cô dâu một ly và mình một ly. Sẽ cho bên họ nhà trai. Tình cha bao la như núi cao ngang trời. Tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Rồi mình uống một tí xíu luôn ạ. Xin mời cô dâu và chú rể cũng sẽ đến với đôi rượu của mình. Quay về vị trí ban đầu đi chú rể ơi. Quý vị cũng các thân mến, và bây giờ thì cái thời khắc này không thể nào thiếu những vị khách chúng ta phải không ạ? Không gian này sẽ thật là hoàn hảo và trang trọng hơn nếu như tất cả những quan khách đến ở đây chúc mừng thực tế bằng cách nâng những ly bia, ly nước ngọt mình uống cái gì nâng cái đó để ngày hôm nay hạnh phúc được nhân năm nhân sáu được không quý vị ơi? Xin được mời đi đâu đi đâu.
đến với buổi tiệc của chúng tôi trong khi chiêu đãi. Chúng tôi rất là cố gắng, chắc chắn là sẽ có một số lỗi nhỏ. Kính mong tất cả quý vị sẽ cùng đồng cảm và hoan hỷ cùng với chúng tôi. Đầu tiên xin được mời quý ông Nguyễn Văn Nhàn cùng với quý ông Nguyễn Kiên Khang tiến về phía trước để bắt tay nhau. Đây, em chụp nhau một tấm hình nha. Hai cái ông cười tươi lên đi chú ơi, công độ quá nè. Rồi xin được mời hai ông cô mình đi xuống luôn. Mình cùng nhau nắm tay nhau, mình đi xuống lên nha. Rồi xin được mời hai quý bà là Võ Thị Trinh cùng với Đỗ Thị Tuyết Vân nắm tay nhau, mình ôm nhau luôn. Mình sao mà cho hai bà xui mình được thắp tượng tình cảm này. Xin được mời hai quý bà. Bây giờ thì sân khấu của chúng tôi thì còn cô Châu và chú Để cũng sẽ đến với phần là chúng ta sẽ uống rượu nhau bôi. Cho những vị khách đến
với một ca khúc là Thiên Duyên Tiền Định. Em tới đây đi em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.